Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Nguyễn Thanh Trong, hiện mình đang sống ở Kiên Giang. Gia đình của mình thì làm nghề nuôi tôm cũng đã rất lâu rồi. Nghề nuôi tôm thì nó không hề đơn giản. Một năm thì mình chỉ nuôi được khoảng là 4 vụ thôi. Có những vụ thì thuận lợi, nhưng mà có những vụ thì xảy ra dịch bệnh thì thường là bị mất trắng. Ngoài công việc nuôi tôm của gia đình ra thì mình còn có làm thêm những cái nghề phụ như là đi mua ruốc từ ngoài biển của những người ngư dân đánh bắt về để mà phơi khô xong rồi bán lại cho những cái thương lái thu mua. Công việc này thì nó cũng không có ổn định, nó thường là vào những cái trời êm thì mới có, nhưng mà trời động bão thì trời không có ruốc thì mình cũng không có đi làm cái nghề này được, cho nên là thu nhập của từ cái nghề này cũng không được ổn định. Đi hát cho thỏa niềm đam mê và được muốn trở thành một người nghệ sĩ chuyên nghiệp để có một cái thu nhập ổn định lo cho gia đình, cha mẹ và các em đỡ phải vất vả hơn trong cuộc sống. Mong rằng là quý vị khán giả gần xa hãy cổ vũ và ủng hộ cho mình nha. Đám cưới nhà ai đây rồi, xa cao nào trời cuối trời, người về nhớ mãi không thôi, ngày dài tiếp nối đơn côi, thương thay cho duyên kiếp lẻ loi. Gối đi mình ôm phút này, vì dạng còn ghi nhớ hoài, lời nàng mắt ướt quen mi, buồn nào xanh giới chia ly, yêu nhau mà mơ được gì. Trời ơi, tiếng pháo nhà ai đang vang lên rộn rã, vài chân báo tin mừng ngày hôm nay, đợi đưa tiền tình ấy vào trong giấc mộng, và con đưa tiền tình tôi giờ tan trong thầm lặng thương sâu. Còn gì nữa đâu một mối duyên đầu, ta tan nát theo sắc pháo hồng tới ta, theo giọt lệ sầu nhỏ xuống tim đau. Tình đã trôi mau như dòng thác lũ, quên cội nguồn từ thuở nhân xưa khuya, ta đã quên đi một lối của một ân tình, nhiều ước mơ mong tâm mơ. Thank you.
cho mắt cay nồng theo năm tháng tàn phai. Buồn nào hơn một tâm sự chua cay, được đưa tiền bằng thiệp hồng sáng phao. Dẫu tấm hôn cười qua sắc áo, đưa tình vào chết ở cô đơn. Chúc mừng em đã thành công bài thi của mình, và chúc mừng em ba huấn luyện viên đều bấm nút xanh cho em hết. Bây giờ quan trọng em hãy chọn một trong ba người, ai sẽ là người đồng hành cùng với em, cùng với em. Dạ, thật ra thì ba huấn luyện viên cũng là những người rất là xứng đáng để huấn luyện em. Em bây giờ thì em cũng rất là phân vân. Em có một cái chất giọng như là anh Châu Thanh vậy đó. Chắc dạ. Là em thích anh Châu Thanh đúng không? Dạ, em thích nghệ sĩ Châu Thanh từ nhỏ, em đam mê tiếng hát nghệ sĩ Châu Thanh từ nhỏ. Hành nữa em nhiễm Châu Thanh, có những cái dấu rất giống anh Châu Thanh. Nếu như chúng ta nhắm mắt lại, đừng nhìn em thì có thể là cứ tưởng là anh Châu Thanh hát. Em có một cái chất giọng rất là tốt và khỏe. Mặc dù là em nhiễm anh Châu Thanh, nhưng mà trong cái giọng ca của em và cái cách biểu diễn hát của em, em có cái riêng của em nữa. Nếu như em về đội anh thì anh sẽ khắc phục mọi vấn đề cho em và tìm ra cho em những vai diễn để cho em có thể đi tiếp tục với đường đến danh ca giọng cổ. Vì anh là một trong những người rất thân với anh Châu Thanh. Anh Châu Thanh còn rất là nhiều vai diễn mà chắc có lẽ là em chưa bao giờ được xem, mà anh là người đồng hành với ảnh từ những năm nghĩa là 85 là anh đã được hát chung với anh Châu Thanh ở đoàn rồi. Nữ là em về đội anh biết được cái ưu điểm của em là em thích anh Châu Thanh, và anh sẽ tìm ra những cái gì mà mới nhất để tìm ra cho em những cái vai diễn hay. Chị Mỹ thấy mặc ở dù em... rằng là ngoại hình của em nhỏ nhắn ha, nhưng anh sẽ tìm ra cho em những cái vai diễn thật lớn. Chị Mỹ thấy là mặc dù em nhiễm anh Châu Thanh rất là giống, nhưng mà trong cái giọng ca của em rất là ngọt, em có tố chất. Và từ cái tố chất đó chị Mỹ có thể phát huy ra em. Phát huy ra em có những vai có thể là em sẽ đột phá, em sẽ mang ấn tượng lại đến với lại chương trình Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ. Nói chung thì chị Thoại Mỹ với anh Kim Tử Lâm đã nói vậy rồi, thì thôi em chọn về chị đi, nó chắc ăn hơn. Tại vì chắc là chị Thanh Hằng là cộng hưởng được là cả hai. Nói chung là đồng nghiệp đó, thì là chị Thanh Hằng, anh Kim Tử Long và chị Mỹ, ai cũng là đồng nghiệp và cũng là em út của anh Châu Thanh ha, chứ không phải là một mình anh Long. Quan trọng hơn nữa là bây giờ em hãy suy nghĩ cái gì phù hợp với em nhất để em chọn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là ba anh chị sẽ không nói nữa, dành tất cả sự quyết định cho em. Âm nhạc. Sự quyết định của em. Suy nghĩ cho kỹ nha cưng. Nói chung thì... Đã nói không nói nữa, nói chung hoài à. Để cho em ấy bình tĩnh suy nghĩ. Bạn sẽ về với huấn luyện viên. Nếu như em về đội anh thì anh sẽ khắc phục mọi vấn đề cho em và tìm ra cho em những vai diễn. Em có tố chất. Và từ cái tố chất đó chị Mỹ có thể phát huy ra em. Chị Thoại Mỹ với anh Kim Tử Lâm đã nói vậy rồi, thì thôi em chọn về chị đi, nó chắc ăn hơn. Vậy em xin chọn anh Kim Tử Lâm mà.